Danke, man dann, man dann. Giao hàng nè. Thì anh từ anh không anh đưa, anh làm gì anh đưa vậy đó. Tôi không có bạn ơi. Cho ăn từ từ thôi, nhữ nhữ nó. Đừng cho hết. Đi lên trên này. Dạng ơi, cho con này nữa nè. What do you must have? Mày có chụp hình đây không? Không, chút nữa đi, chút nữa đi. No.
khu nào? Cô Hoa nằm trong công viên nào đó. Sao hả? Ừ. Đi đi. Đi bỏ 20 phút mà. Có đi ăn trước không? Đi ăn rồi đi. Ừ. Hay là đi xe buýt? Không biết xe buýt không. Xe hoài ơi.
xe. Đi đi. Đào. Mình có lên không ta? Cái này giống một chiếc ô tô vậy á. Chiếc ô tô cũng có một cái chuồng nha. Đợi cho chúng nó đi xe. Thiệt tình luôn, em không có thấy một cây hoa nào chùm hoa nào. Vậy mà nó chỉ vô chỗ kia mà, vô chỗ trong công viên Nara thì sẽ có. Ủa thì giờ vô không? Ai biết không, Hoài muốn ngắm thì vô. Nhưng mà em sợ không có chứ không. Có mà, đâu. Người ta giới thiệu trong công viên nó có tới 250 gốc hoa mơ mà. Hoa nó nở đẹp mà. Ngay cái công viên nhỏ trên đó còn đó có mà. Mình đứng ở ngay công viên đó đó. Mà. Nhưng mà tại mình chưa vô hết trong khu trong đó đó. Cũng rộng lắm, chỗ nào mà đi nữa nè. Đi ngắm hoa mơ mà không có hoa mơ. Thiệt á. Có mấy gấp cây trơ xương luôn.
nhỏ, cái khu này nhiều đền, nhiều chùa quá ha. Rộng quá ha. Em nó cũng nhiều, nhiều cỡ như Kyoto luôn ha. Không, Kyoto nhiều hơn khá, như vậy. Chụp nữa đây, trong kia có cái chùa đẹp kìa. Thấy cái đền nào cũng giống như đền nào hết trơn. Mấy hồ đây chắc đói hơn mấy hồ ngoài kia. Cái này vàng này giống như cái chỗ mà hồi nãy mình vô mà anh quay mấy đứa cặp kimono đó nha. Giống nó cũng phải đâu. Khác mà, này khác xa mà. Đó hả mơ hả? Ờ, chở trên đó đây. Mình còn mới ớn gì chứ.